Ok, là xin chào bạn. Thì như là cái tựa đề của video ha, thì ngày hôm nay mình sẽ đi đến cái một cái là thương hiệu mua sắm vừa mới xuất hiện Việt Nam, đó là Uniqlo tại Boston ở quận nhất Đồng Khởi. Thì mình đang chạy xe đó, đang ngồi trên xe mà mình chở. Bây giờ là mình sẽ tới đó mình xem thử coi là cái khu Uniqlo á nó sẽ như thế nào và đồ chúng nó sẽ ra sao. Ok, giờ mình sẽ cứ thẳng tới khu mua sắm đó ha. Bây giờ là 2 giờ hơn trưa rồi mà còn đường rất đông. Đó các bạn, thì đây là đường Đồng Khởi nha, khoảng 2 giờ trưa mình thấy là cục này là rất là đông, rất đông. Vì mình đoán có thể là khách người ta đến cửa hàng Uniqlo sẽ cũng không vắng. Rồi thì bây giờ mình sẽ gửi xe ở Vincom ha. Đây, giờ mình đang sẽ đi gửi xe. Đó, mình thấy chưa, đây 2 giờ trưa các bạn, bây giờ xe hơi, Grab có, taxi có, kẹt cứng ngắc luôn. Đấy, 2 giờ trưa đó các bạn. Đây, cho các bạn xem không khí cuối năm cũng như là Giáng sinh sắp tới nè, treo Noel rồi các kiểu. Rồi mình sẽ gửi xe ở đây ha. Đó, đây là cái điểm gửi xe. Xe hồi nào quá nhiều, quá trời luôn. Hết chỗ để xe ô tô. Rồi vô. Đây, đây là cái chỗ để xe các bạn ha. Ô nè. Đó, cái dốc nè. Ôi, nhấp cái xe nè. Úi trời ơi. Ao. Bọn nào mà chưa vô Vincom sẵn cho bạn biết luôn ha. Đây là cái hầm đi theo Vincom. Nó xe như thế này đây. Rồi thì sau rửa xe xong bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài ha. Đi ra ngoài coi khuôn viên của cái chỗ Uniqlo ở đây sao. Đây, rồi thấy chưa? Đây, rất là đông. Đó, đông cực kỳ. Đó, mình thấy là phía xa xa mà có những cái khu mà người ta đang cầm dù đỏ đó là đây người ta đang đi mua đồ đó bạn, để xếp hàng đi mua đồ, đông lắm. Cuối năm mà. Nè, cho mình xem cái khung cảnh mua đồ tại Uniqlo mới hay chưa ngày hôm nay. Đó, mới xình mua sắm lý tưởng nè, giờ sớm ra mắt nè, hơi bị đông nhưng mà thấy là đỡ lắm rồi đó bạn, thấy là đỡ lắm rồi đó. Xe nằm bên kia, nó sẽ nằm bên kia đó. Đây con thấy là không đó, xếp hàng chờ vô nè, có cả là gọi là sao ta, an ninh nữa, đông lắm. Cho mình xem một cái đường mà người ta xếp hàng nó dài như thế nào ha. Đây nè, cho bạn xem nó dài lắm nè. Đó, thấy giờ cái khủng khiếp chưa, đây nè. Đây là cái hình cái đường xếp hàng người ta chờ đồ đó các bạn, dài thanh thang luôn đó. Mình thì mình không có kiên nhẫn để xếp hàng như vậy đâu, đủ lắm. Đây là nó còn xa đi kia đó kìa, đây nè. Đó, dã man thiệt. Đây, ngồi xem nè. Đó, nhìn khủng khiếp chưa. Ây da, bây giờ là 2:15, nắng rồi, già trẻ lớn bé có hết, không thiếu ai. Đó. Ủa xếp hàng luôn hả Đức? Trời đất ơi. Đây nè, đó. Cái này mà để mình vô cửa mình nghĩ chắc tới chiều. Rồi bây giờ là gần 3 giờ rồi, sau khoảng 45 phút xếp hàng thì đồng đội vẫn chưa thể tới được cái cửa chính của cái trung tâm. Bây giờ quyết định là dài lắm anh, dài lắm, còn trên kia nữa kìa, dài lắm. Giờ đồng đội là bỏ cuộc ha, về ha. Về bước ra ngoài cho tao xếp hàng. Rồi về bước ra. Rồi ok, đồng đội đã bỏ cuộc. Dạ em bỏ cuộc chơi đó, bỏ cuộc chơi đấy, bỏ cuộc chơi nè. Bây giờ cái phiêu thấy dài chưa, quá dài đấy. 45 phút rồi, thằng đồng đội tới đâu rồi, để cho bạn xem nè.